Phật dạy hay thay hay thay này thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Này thiện hiện ta cũng chẳng thấy sắc có thể chấp có thể trước, chẳng thấy thọ tưởng hành thức có thể chấp có thể trước, ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước. Do chẳng thấy nên chẳng chấp do chẳng chấp nên chẳng trước này thiện hiện ta cũng chẳng thấy nhãn xứ có thể chấp có thể trước chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý xứ có thể chấp có thể trước ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước do chẳng thấy nên chẳng chấp do chẳng chấp nên chẳng trước này thiện hiện ta cũng chẳng thấy xác xứ có thể chấp có thể trước chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ có thể chấp có thể trước ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước do chẳng thấy nên chẳng chấp do chẳng chấp nên chẳng trước này thiện hiện, ta cũng chẳng thấy nhãn giới có thể chấp có thể trước, chẳng thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể chấp có thể trước, ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước, do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước này thiện hiện ta cũng chẳng thấy nhĩ giới có thể chấp có thể trước chẳng thấy thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm xuyên sanh ra có thể chấp có thể trước ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước do chẳng thấy nên chẳng chấp do chẳng chấp nên chẳng trước này thiện hiện ta cũng chẳng thấy tĩ giới có thể chấp có thể trước chẳng thấy hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra có thể chấp có thể trước ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp có thể trước cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước do chẳng thấy nên chẳng chấp do chẳng chấp nên chẳng trước này thiện hiện, ta cũng chẳng thấy thiệt giới có thể chấp, có thể trước, chẳng thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc. Cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể chấp, có thể trước, ta cũng chẳng thấy có pháp nào có thể chấp, có thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp, có trước, do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước. Này thiện hiện, ta cũng chẳng thấy thân giới có thể chấp có thể trước chẳng thấy xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể chấp có thể trước ta cũng chẳng thấy pháp nào có thể chấp có thể trước cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước do chẳng thấy nên chẳng chấp do chẳng chấp nên chẳng trước này thiện hiện, ta cũng chẳng thấy ý giới có thể chấp có thể trước, chẳng thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể chấp có thể trước, ta cũng chẳng thấy pháp nào có thể chấp có thể trước, cũng chẳng thấy do pháp ấy mà có chấp có trước, do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước.